Tên cô là gì? Nhà cô ở đâu? Vì sao ở nơi đâu cũng thấy cô có mặt? Cô là ăn cướp hay là công an? Mà sao thấy ai gọi tên cô mặt cũng buồn? Cô đã làm gì? Sao cô tệ thế? Cô đến phố về cho chuyện với chàng sinh viên. Chàng ta bật khóc khi chợt thấy cô. Chàng ta muốn lắm nhưng chẳng thể ôm cô vào lòng. Cô chẳng phải diễn viên truyền hình, nhưng cô vẫn sống trong tâm hồn người dưng. Cô chẳng hề thấy cô một mình. Giờ thì tôi đã biết cô là ai, thì ra là cô đơn.